Thưa quý vị khán giả, có lẽ những ngày gần đây, nhiều người chứng kiến cảnh đốt pháo hoa kèm tiếng nổ của một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ. Song song đó, các trang bán pháo hoa online lại rầm rộ kinh doanh trái phép. Hành vi buôn bán sử dụng pháo hoa có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự, nhưng nhiều người chưa nắm được thông tin cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự của Tiêu điểm 24 giờ. Chỉ cần vài cú nhấp chuột là khách hàng đã có thể dễ dàng mua được loại pháo hoa theo nhu cầu. Mặc dù chỉ kinh doanh trong phạm vi nhóm kín, nhưng nơi buôn bán pháo hoa lậu này thu hút gần 4.000 thành viên tham gia. Trong đó, rất nhiều khách hàng bình luận xin thông tin về giá cả của sản phẩm. Thậm chí, người tham gia còn giới thiệu nhau nơi nào mua bán uy tín các loại pháo lậu như thế này. Trong trường hợp người sản xuất, kinh doanh, mua bán pháo hoa trái phép đó, từ nếu vi phạm điều 190 bộ luật hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm. Thì trong trường hợp cái pháo hoa mà có khối lượng từ 6 kg đến dưới 40 kg thì sẽ bị phạt từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trong trường hợp pháo hoa mua bán trái phép mà có khối lượng từ 40 kg đến dưới 120 kg thì phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Và trong trường hợp nếu khối lượng pháo hoa mua bán trái phép mà từ trên 120 kg trở lên thì bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm. Có cung thì sẽ có cầu. Qua nhiều hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội đã cho thấy người dân nhiều nơi giải trí Tết bằng các loại pháo. Trong khi đó, pháo hoa bắn lên chỉ ở tầm thấp, kề cận ghi nhà người dân, thậm chí là bắn pháo ngay trong các khu dân cư đông đúc. Chưa kể một số trường hợp chơi pháo hoa nổ đã vô tình khiến tia lửa của pháo hoa rơi xuống, trúng vào đường dây điện, gây chập điện, dẫn đến cháy nổ. Đây cũng là điều khiến người dân ở các khu vực có hoạt động bắn pháo hoa trái phép vô cùng lo lắng. Theo mình thì cái hành động mà người dân tự mua pháo về đốt thì cũng khá là nguy hiểm. Là tại vì thứ nhất là nhà nước cấm, thứ hai là có thể là nguy hiểm tới bản thân mình thì người đó tự mua, tự chịu thì không nói nhưng mà sẽ ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh. Ví dụ như có lỡ xảy ra cháy nổ gì đó thì là ảnh hưởng tới những cái nhà xung quanh đó lại là đang mùa Tết nữa. Mình biết là mình không đồng tình đó nhưng mà mình cũng không có ngăn cản nó được. Mình nghĩ là cách để ngăn cản là ngăn cản từ đầu vào thôi, làm sao để ngăn cản từ đầu vào để nó vào thôi, chứ họ đã muốn mua mà họ kiếm được họ mua thì mình cũng đâu có cản họ được. Theo quy định của điều 17 tại nghị định 137 năm 2010 của chính phủ quy định về các trường hợp được sử dụng pháo hoa đó, thì cái quy định là tổ chức, cơ quan hoặc là người từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đó thì được sử dụng pháo hoa trong một số trường hợp như là đám cưới, đám hỏi, lễ Tết, ngày kỷ niệm hoặc trong trường hợp là hoạt động văn hóa nghệ thuật. Đấy. Nhưng mà cái điều kiện đó là cái pháo hoa đó phải được mua tại cơ quan tổ chức được phép kinh doanh sản xuất pháo hoa mà do nhà nước quy định theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cái người mua pháo hoa để sử dụng thì nó phạm vào cái điều 318 bộ luật hình sự là tội gây rối trật tự công cộng. Trong trường hợp nếu như họ đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Pháo hoa không được kinh doanh đại trà mà cần có giấy phép bởi vì mức độ nguy hiểm của nó là không thể lường trước được. Đừng vì những giây phút lóe sáng ngắn ngủi trên bầu trời mà gây ra những hậu quả đáng tiếc lâu dài cho bản thân và những người xung quanh.